Phở bò là món ăn rất nổi tiếng hơn 14 năm qua. Danh từ phở đã được từ điển Oxford, Anh Quốc ghi nhận chữ phở là một danh từ riêng. Phở đã trở thành món ăn phổ biến trên thế giới, tạo cơ hội kinh doanh rất lớn cho người Việt Nam. Nghề nấu và kinh doanh phở bò là một nghề khó, mang yếu tố bí quyết gia truyền. Thầy Y đã nghiên cứu và giảng dạy bí quyết nấu phở hơn 13 năm. Thầy đã truyền nghề thành công cho rất nhiều học viên tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Anh Hùng hiện đang sống tại Mỹ. Anh đang có kế hoạch kinh doanh mô hình quán phở bò tại Mỹ và anh đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết sản xuất, chế biến phở bò. Hello, tôi tên là Nguyễn Quốc Hùng, tôi từ Mỹ, ở tiểu bang Iowa về đây. Có đến học món phở của thầy Y. Thầy dạy rất là nhiệt tình và tỉ mỉ, chỉ rất là dễ hiểu, tiết kiệm thời gian và cái code để mà đỡ tốn kém. Nấu món phở xong tôi có thử thì Hùng thấy rất là đậm đà, hương vị quê hương thơm, dùng không có ngán và tôi hết thích tô phở luôn. Cuối tháng 2 2024 thì anh Hùng từ Mỹ đã tìm về Việt Nam, đã gặp thầy để học cái nghề nấu và kinh doanh cái phở bò đó, món phở bò nổi tiếng của Sài Gòn đó. Phở bò thì rất là nổi tiếng và nó không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, thì đặc biệt ở Mỹ. Thầy Y đã truyền dạy rất kỹ lưỡng để anh Hùng có thể nắm bắt tất cả các công đoạn trong quy trình nấu và kinh doanh phở bò theo hướng công nghiệp. Thầy đã hướng dẫn anh cách lựa chọn xương bò, thịt bò để hầm nước dùng, cách chọn lựa nạm, gầu, gân, tái, bò viên để làm các loại nhân trong tô phở, cách lựa chọn các loại hương liệu và gia vị ướp vào nồi phở, cùng các loại rau củ ăn kèm trong món phở bò. Những khâu sơ chế, hầm nước lèo sao cho đạt được chất lượng và màu sắc vàng óng. Cách luộc thịt, nạm, gầu, gân sao cho thơm và mềm. Cách xử lý thịt bò tái sao cho tươi, mềm. Cách ướp hương nêm gia vị trong nồi phở. Cách bảo quản các loại thịt, rau là những bí quyết rất quan trọng mà thầy Y đã truyền dạy. Đặc biệt, thầy Y hướng dẫn phương pháp chế biến món phở bò theo hương vị chung để anh Hùng có thể lựa chọn khẩu vị phù hợp với khách hàng khi kinh doanh tại Mỹ. Nay thầy hướng dẫn cho anh từ cái khâu nguyên liệu, lựa chọn nguyên liệu từ thịt rồi xương để hầm đó. Thầy hướng dẫn cái cách hầm làm sao nước nó trong đó, rồi cũng như là cái cách ướp hương nêm gia vị để tạo được nước lèo, nước cốt đó. Thầy hướng dẫn là làm ra những cái nồi nước lèo rất là thơm ngon, nước trong. Cũng như thầy hướng dẫn cái chọn lựa cái nạm, gầu, gân, rồi cách luộc đó làm sao vừa chín mềm, rồi cách cắt thái đóng gói đó, rồi cách bảo quản. Rồi thầy hướng dẫn cái xử lý cái bò viên cũng như là cái thịt tái làm sao cho nó mềm đó, rồi đóng gói bảo quản. Với cái phương pháp của cách thầy dạy á, rất là công nghiệp đó, nhanh nè, dễ hiểu nè, chất lượng, vệ sinh, an toàn ở đây rất là sạch sẽ, thoáng mát và đạt với cái vệ sinh của quốc tế đó. Cách bố trí bếp bán hàng, công tác sắp xếp, chuẩn bị và múc phở ra tô một cách khoa học, tuân thủ quy trình bếp một chiều, tốc độ phục vụ nhanh chóng là quy trình quan trọng đã được thầy Y truyền dạy. Ngoài ra, thầy còn hướng dẫn cách làm tỏi ngâm chua, tương ớt dùng cho phở, làm gia tăng sự đặc sắc cho món phở bò. Khi sản xuất xong thì thầy hướng dẫn cái cách sắp xếp quầy bán hàng, đã từ cái nồi nước trộn đến nồi nước giữ nóng cái nước lèo, để cách trụng cái tô phở làm sao nó nóng và tốc độ nhanh đó, thao tác thật là nhanh để đạt được những tô phở thơm ngon nóng đó. Thầy hướng dẫn theo cái quy trình bếp một chiều thành ra rất là khoa học, giúp cho các bạn giảm được nhân công, giảm chi phí.
Đó là những cái bí quyết mà thầy chuyển giao khi các bạn học cái nghề phở bò. Sau khi tôi học với thầy á, thì thấy thầy dạy với công nghiệp rút ngắn được thời gian và để tôi có thời gian để làm chuyện khác hoặc là thư giãn. Rồi cuối cùng là Hùng cũng cảm ơn thầy đã dạy cái bí quyết phở cho Hùng. Rất là cảm ơn. Phương pháp giảng dạy khoa học mang tính công nghiệp và chất lượng vượt trội của thầy Y đã giúp cho việc triển khai kinh doanh mô hình nhà hàng phở trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu nhân công rất đáng kể. Được học và thực hành tại mô hình bếp trung tâm quầy bán hàng của nhà hàng thầy Y, giờ đây anh Hùng có thể nắm bắt tất cả các quy trình chế biến thực tế của một quán phở và anh rất tự tin để triển khai kinh doanh mô hình quán phở bò cho mình ngay tại Mỹ. Khách du lịch các nước, người Việt và người Mỹ sẽ được thưởng thức những tô phở bò thơm ngon, đẳng cấp ngay tại Mỹ từ tay nghề nấu ăn của một người con đất Việt.